này được. Còn mà tại sao mà mình cái mà lại rẻ hơn được ta? Cái 80 ngàn. Chắc nó ốm quá. Sao nghĩ là cái nó có nhiều hơn được. Cái gì? Nhiều hả? Nó nhiều nó sẽ rẻ. Cái hả? Cái hả? Không có thể. Anh thử con cái coi thịt có nhiều hơn để xong nó rẻ. Cho mấy đứa cháu ở Sài Gòn về cả nhà. Phúc Giang mua tôm đầu tiên, bắt đầu đi mua sò huyết. Nãy Giang có đặt hàu nữa. Hả? Sò huyết bán sao? Sò huyết á. Nửa ký thôi anh ơi. Mua loại nào không nha? Bật này hay rồi. Trễ chứ cái này chắc làm hơi xế chiều nữa rồi đó. Tại vì nhà em cũng có công việc, nhà gia với Trang cũng có công việc, làm xong công việc mình mới đi chợ được nên làm hơi trễ chút xíu. Cả cái chỗ lấy hàu rồi cách sẵn luôn hả? Cầu với cả cái Z2. Z2 hả? Dạ. Cầu này hơn.
xong rồi đó, giờ qua trái gì này để được không, hay cô xách cho, để sao cho 6 ký hào đã tách sẵn rồi. Đây là tôm sú nè, hồi nãy chú Giang mua ở Select, nãy nói là 200.000 một ký mà em trả giá còn 180. Tôm này không có sống nha, tôm này hơi ngợp, người ta để ra ta bán giá 200. Giá chị ăn, giá chị ăn. Tại vì tôm ngợp nó mới bớt mình vậy á. Nó thì ngợp chứ nó mới hà, nó mới ấy à, ta để qua rồi nhìn thấy còn tươi lắm chứ. Tôm mà không tươi á là cái đầu muốn sức luôn á. Nó đỏ đỏ chưa. Đây là 2 ký, 1 ký rưỡi chứ. À người ta nói tôm 25 con ký thử con đếm thử chứ vậy. Không biết thử à. Là 2 là ký rưỡi là như ta. Ký rưỡi là 25 26 con. Ừ. À. Không. 38 con. Ừ. 37 38. Ừ coi 4. Chủ 5, nói vậy là đúng không nha. 6. Để giỏ đây đi, hồi đổ ra ở bọc. 6. Ồ thấy hơn nha. 30. Ồ hơn. Hơn rồi. 35. Con. 44 con. 44 con hả? Đây là sầu quyết đực. Xin hồi hồi không biết nó có chết không ta. Hồi hồi ta. Đây là sầu quyết đực này. Không. Còn này là sầu quyết cái, thấy khác liền ha. Nó dẹp hơn. Còn đực thì nó nhiều vân. Mình nó mập hơn nữa. Nó hồi không biết gì. Nó không nghe mùi quá. Hả? Tại cái mùi nó là vậy. Nó vậy á. Vậy hả? Nè thấy cái mùi con này nè nó hôm hơn. Đâu. Em nào cũng vậy. Con này con cái sao mà nó rẻ hơn ta. Tá rẻ cái nó phải mắc hơn đúng chứ ha. Này có 80.000 ký à. Còn ha. Sờ sà quyết chai này á. Ô sà quyết đàn ông này là như là 180. Đâu nó khác nữa nè. Đâu con chỉ cái nào khác. Con thấy người ta chỉ là cái nó sâu hơn hả. Ồ. Vậy mà mốt mình không bị dụ nha. Mốt mình thấy là quăng nhiều với này kia là cái này là trai. Trai. Con trai, đàn ông, con gái. Con Giang hôm nay không sợ nắng luôn ta, ngồi mà nắng không ta. Đen đó nha. Đây là tốn tiền mua kem trộn. Nướng hổm thấy ngon quá bây giờ. Chúng Giang mua thêm nữa nè. Mà hổm mua có 3 ký không? Về tới 6 ký rồi. Mà hào bữa nay ngon hơn hổm không? Thấy ngon. Sao nó banh cục sữa hả? Cái bụng. Nghe mùi đặc trưng quá luôn. Đặc trưng của mùi hào sữa. Ủa sao mà nó chín chùm hoài á? À? Nè hai con nè. Làm sao nướng? Thấy. Hả? Thấy hồi sữa nó ngon thiệt nha. Nhưng mà thấy ăn chừng con hai con lại nghe. Hào là hào gì? Cũng hồi sữa nên mà như là nó nhỏ thôi. À. Mà ăn nó không có ngán. Hào sữa nó béo lắm. Này đâm làm gì cha? Dạ con em mua sầu huyết. Sầu huyết. Ủa sầu huyết đâm này hả? Ủa sầu huyết không phải là mình mập hả? Cho nó bự để mình ăn được á. Vậy hả? Tưởng đâu là gà hấp tỏi chứ. Giờ làm gà hấp mía. Gà hấp mía ha, giờ đổi ha. Ở lịch trình này. Mới đầu là trứng gà hấp tỏi. Giờ gà hấp mía. Bây giờ con xỏ tôm xong rồi con nướng nha mọi người. Một nửa là con nướng, một nửa là con sẽ nấu nước dừa. Bên đây thì con làm nước sốt. Bây giờ con làm nước sốt để con làm món sầu huyết cháy tỏi nha. Con để vô đây một muỗng đường với nửa muỗng bột ngọt, miếng nước lọc. Giờ con sẽ để một muỗng nước mắm.
một muỗng tương ớt. Nửa muỗng dầu hào. Rồi bây giờ con phi tỏi kìa. Thơm rồi đó. Nó viền viền, nó để sầu huyết vô. Ừ. Không, để nước sốt vô. Sầu huyết nó nhanh chín đó. Giờ tụi con chặt mía để hấp gà nè. À, bên kia thì chú Giang đang nhúm than để mà nướng hàu. Trời ơi, mía nó cứng gì vậy? Đổi người. Mía nó cứng quá. He, nó bị cứng quá ha. Em áo hồng. Ướp muối ngọc yến ha. Ồ, cô ướp muối ngọc yến thì ngon đó. Ngọc yến tài trợ chương trình này ha. Ừ. Muối ngọc yến. Ướp lên đi. Cho thấm. Hấp hơi lâu nè. Này hấp hả? Ừ. Cô này cũng gọi là hấp mía mà. Dạ. Cái món này là lần đầu tiên Trang làm luôn nha. Đây là gà hấp mía. Rồi, trên mạng thấy nhiều lắm mà mới lần đầu làm. Không biết êm không nữa nè. Này bữa nay là mà nước xốp hào. Mà nãy đi về lấy cái máy xay sinh tố ra mà quên bỏ ra xe. Bây giờ đắp bằng tay. Bên này là chú Giang đang làm hành để làm hành phi gì đâu, quên cái tên này hoài ra. Mayonnaise. Mayonnaise. Béo không? Trời ơi, liếm. Không nghe cái đó. Đâu béo nữa nha, này béo lắm. Này ta để bơ đó, tại mày không để cho. Ừ. Xuống đây. Sữa tươi. Ủa mình sữa tươi chứ rồi, này là sữa ngôi sao. Sữa đặc. Ồ, chứ giờ sắc hành cái bên, tự nhiên muốn khóc luôn. Tự nhiên giới chồng muốn khóc luôn. Hồi ăn phô mai ha. Hào nướng phô mai. Ồ. Ăn một lần trên bè thấy ngon nè, nên cha làm nữa nè. Mà bữa nay là không có máy sinh tố rồi nên không có kẹo. Ồ, nhìn đã quá ha. Vàng khè luôn hả? Vàng chưa nướng con. Bên đây nè, ở đây là mỡ hành. Bên đây là tôm nướng. Sắp hoàn thành hết rồi. Ủa, gà chín chưa? Chín rồi. Chín rồi hả?
Ngon tiếng Anh. Dạ ngon không? Ủa quên lộn tôm. Ngon không ta nè, nó quay clip nè. Review coi, review muốn tôm ai ướp coi. Bắt cỡi. Ủa phải quay clip mà. Cái này là chính là năm khác rồi. Cái em này lâu rồi. Em này bé quá, nướng khét luôn. Gà hấp mía thơm quá luôn cả nhà ơi, thơm bát ngát luôn. Chín rồi, đã quá. Wow, con gà thơm lừng luôn. Ôi xẻ vậy mà không mau chín thì được nè. Trời đố chú Giang rồi, cô thích gì nhất trong con gà? Dễ thương. Dễ thương luôn. Tim ơi. Sai. Sai rồi, cái gan. Gì nữa? Nữa hả? Cánh. Đúng rồi, trời ơi. Ê, cái gan giấu rồi trời. Đây là con trang khoái nè. Cái đầu. Cái đầu hả cha? Không, vậy là không thích ăn cánh đi chứ hả? Không, thích. Tưởng là không thích thì đâu nhìn lộn với cô đâu. Đây nè, món này là do chính tay bé Trang làm hồi hôm. Mà không cho quay nha, mắc cỡ hay đúng sao không biết nữa. Sao tối không cho quay Trang? Cô chừng mắc cái gì không nha, mắc cái gì không nha. Ờ, cô chừng nha. Phải quay sát chú Giang được thôi, Giang mắc cái phô cầu. Mắc phô cầu mà mắc sao? Phô cầu á, phô cầu gà. Món ăn đã chín rồi cả nhà ơi. Đây, bữa nay có hàu, nướng phô mai, mỡ hành. Đây là sầu huyết, xào tỏi. Tôm luộc nước dừa, tôm nướng. Đây là gà hấp với mía. Còn đây là chân gà ngâm xả tắc. Bây giờ em cùng bé Trang, Trúc Giang xin mời cả nhà cùng ăn với gia đình em nha. Rồi ăn đi hai cháu ơi. Hai cháu thưởng thức món ăn mình làm coi. Khỏi bàn. Khỏi bàn không? Ngon khỏi bàn luôn. Béo ha. Bữa nay là không có máy xay luôn á nhưng mà béo lắm. Bữa nay á là có bé bé Ngân gì nữa. Có mẹ của bé Trang gì. Nhưng mà mắc làm công chuyện rồi nên không có ăn. Bữa nay chỉ có Trang với Trúc Giang thôi. Mọi người ăn sủi. Mà sủi được. Sủi được đúng rồi đó.
ý là mua xe nhỏ đó là 180 cho chị biết con mắt ha. Cha không biết nào được người cái không? Dạ chị biết à, cái này cái không hả? Thôi cái này cái đúng không? Đúng rồi, cái này được. Ô mà tại sao mà mình cái mà lại rẻ hơn được ta? Cái 80 ngàn. Chắc nó ốm quá. Sao nghĩ là cái nó có nhiều hơn được? Có gì? Nhiều hả? Nó nhiều nó sẽ rẻ. Cái hả? Cái hả? Không có thể. Anh thử con cái coi thịt có nhiều hơn để xong nó rẻ. Tôm lượng nước dừa ở đây nè, lượng dừa lắm ngọt luôn, ngon nữa. Vô rồi, hai đứa vô rồi. Còn cái đúng rồi. Và nó có niêm không? Lượng dừa nó đâu niêm đúng không? Vậy là tôm nó mặn, nó hơi mặn nhẹ hay sao, nó vừa vô nó ngọt. Nó ngọt ngay luôn á. Cái nồi lũ đâu để niêm đường bột ngọt gì đâu đúng không? Ừ. Hay là tự ngọt thôi của con tôm rồi đó. Rồi qua thử tôm nướng kìa. Tôm nướng là ớt một ý không đó? Nướng một ý không? Một ý. Đang làm mà. Thời gian làm hả? Đúng rồi. Wow. Nặng không? Không, nãy ta thử một con ngon rồi. Thế thời đó vừa ướt, ướt không có ớt. Wow, muốn ngủ ý không có đường canh. Không biết nó nặng vừa hay là sao? Cái đó mình hay băm là ấy cho. Muối ớt đó. Để muối này nó không mặn không nó ngọt. Con cháu đông lắm nhưng mà lại hơi trễ nên ba cô cháu ăn trước. Bữa nay quay nghe phát thanh luôn. Phát thanh quá. Mình khen nữa, đừng khen nữa, mình làm đó ha. Ủa tại sao mà mình ướp muốn một ý mình nướng? Mình nướng cho nó thấm mà tại sao mình lột vỏ mình bỏ ta? Không biết không? Tưởng ăn vỏ luôn chứ, đúng chứ. Bữa nay món nào cũng ngon hết trơn luôn cả nhà. Được dây giúp Giang đi cũng vừa ăn lắm luôn á. Còn sống, còn sống. Vậy hả? Vậy là còn sống hả? Món nào ăn cũng ngon miệng hết trơn á. Cái sao không nè? Một người tết là họp cái cây vô chứ. Đúng rồi, lấy muỗng người ta làm muỗng hả? Làm muỗng hai cái chéo nè, tắt lẹ lắm. Rồi. Thôi không chuyện. Rồi ăn thử cái con nó coi. Còn nó giống không? Giống kia thịt nhiều không mà sao mà giá rẻ hơn ta? Ủa cũng bự quá hả? Ủa sao mà giá rẻ hơn ta? Đọt đỏ, sao có nhãn anh? Clip cũng đã dài rồi cả nhà ơi. Bây giờ ba cô cháu em xin kết thúc clip ở đây. Hẹn lại cả nhà vào clip mới. Mong cả nhà ủng hộ cho ba cô cháu em nha. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.